Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chơi hai tựa game các bạn nhé. Mình sẽ chơi Zombie The Tsunami và Grand Quest Zombie 2 các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chơi Zombie The Tsunami trước. Giờ này mình tiếp tục dùng chim biến hình và chim ma các bạn nhé. Và kỷ lục mới nhất của mình vẫn là 315 các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình không phá được kỷ lục các bạn. Bây giờ càng ngày nó càng ít zombie sao các bạn. Chạy đến rất nhanh rồi nhưng mà nó lại vẫn là ít zombie đi các bạn. Ok, nhảy thôi các bạn ạ. Ok, sẽ tăng nữa này. Là gì? Vẫn là viên móng chày nha các bạn nhé. Đấy, chim bên hình đang gắt zombie đấy các bạn ạ. Cái xù đi. Là gì tiếp theo? Ninja nha các bạn nhé. May quá vẫn còn nhảy lên các bạn ạ. Tiếp theo. Wow. Mưa xu nữa đấy, chị má bắt đầu giải xu đấy. Nguyên bóng chảy à,
5 phút thì nó mới được có 80 mấy não thôi các bạn. Làm gì đấy các bạn ơi? Wow, lại được bay. Quá tuyệt vời. Xu và video tiếp sau là mình sẽ được 3 viên thuốc xanh rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi Plan vs Zombie 2. Các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ mình bắt đầu chơi Plan vs Zombie 2 các bạn nhé. Và mình sẽ chơi Google gọi con này ra trước. Tốt rồi đi các bạn ơi. Cắt mọi thứ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang màn đánh mấy con boss của nó nhé. Vâng, đây là màn con boss của nó. Ok. Thank you.
Thank you.
Video của mình kết thúc tại đây thôi anh em, nhớ like và subscribe cho kênh Tsunami.